Trở lại với các thông tin trong nước đáng chú ý, theo dự thảo báo cáo thủ tướng về tình hình phát triển doanh nghiệp năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021 của Bộ Kế hoạch Đầu tư, dịch Covid-19 đã khiến cho nhiều doanh nghiệp hàng không gặp khó khăn, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, đứng bên bờ vực phá sản. Báo cáo của Bộ cũng khẳng định dịch Covid-19 khiến thị trường vận tải hàng không sụt giảm nghiêm trọng nhất. Nhu cầu vận tải hàng không giảm mạnh ở mức 34,5% đến 65,9% so với năm 2019. Doanh thu dịch vụ vận tải hàng không năm 2020 sụt giảm trung bình trên 61% so với năm 2019. Cơ quan này cũng cho biết báo cáo của Tổng công ty hàng không Việt Nam Việt Nam Airlines cho thấy dự kiến số lỗ của quý 1 của hãng sẽ ở mức 4.800 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm có thể lên đến 10.000 tỷ đồng. Hiện tại, số nợ Việt Nam Airlines phải trả quá hạn đã đạt tới 6.240 tỷ đồng và đang rơi vào trạng thái cực kỳ khó khăn bên bờ vực phá sản. Dự báo hoạt động của các hãng hàng không tư nhân cũng sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2021 và đang dần hết nguồn lực về tài chính để hỗ trợ cho dịch vụ vận tải hàng không.